Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những thông tin nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Cũng gần một tháng Vân Quang Long ra đi mãi mãi ở Mỹ. Theo đó, cho cốt của anh đã được chôn cất, yên nghỉ tại quê nhà Đồng Tháp. Được biết, Gia Sát Việt còn thông báo sẽ đứng ra tổ chức đêm nhạc gây quỹ để hỗ trợ phần nào chi phí nuôi dạy ba con thơ của ca sĩ Vân Quang Long. Theo đó, các nghệ sĩ đã tổ chức đêm nhạc gây quỹ được 300 triệu đồng để hỗ trợ gia đình Vân Quang Long. Giữ đúng lời hứa, vào tối ngày 24 tháng 1, Tuấn Hương, Quách Tuấn Du, Phan Đình Phùng, Hiếu Hiền cùng những người bạn thân thiết với cố ca sĩ Vân Quang Long đã góp mặt trong đêm nhạc gây quỹ. Hình ảnh hậu trường được chia sẻ khiến ai nhìn vào cũng vô cùng xúc động. Tình nghệ sĩ về biz đẹp nhất là đây. Đông đảo các nghệ sĩ cùng xuất hiện ở phòng trà quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích tạo nên một sự kiện âm nhạc gây quỹ, góp tiền hỗ trợ cho gia đình Vân Quang Long. Bởi lẽ anh là chỗ cột chính của cả gia đình, bao gồm ba mẹ lớn tuổi và có thêm ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Hiếm hoi lắm mọi người mới có thể lắng nghe của nhiều giọng ca một thời như Tuấn Hưng, Lâm Vũ, Phan Đình Phùng, Châu Gia Kiệt, Quách Tuấn Du, Lương Gia Huy, vân vân. Tại đây, ngoài tiền bán vé là 130 triệu đồng thì còn có những người cùng đóng góp riêng, tổng số tiền gần 300 triệu đồng được gửi đến Lâm Vũ đại diện. Về sau, các anh em sẽ cùng nhau thu xếp thời gian về thăm mộ cũng như gửi phần quỹ đến người thân. Giọng ca Tìm Lại Bầu Trời là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho đêm nhạc này. Theo đó, bà xã anh cũng ủng hộ chồng hết lòng. Tuấn Hương không chỉ đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn mà Thu Hương còn chủ động chuyển khoản cho anh 5 triệu đồng để ủng hộ gia đình của Vân Quang Long. Dù bận rộn và chẳng xuất hiện, nhưng bà mẹ ba con không quên các hoạt động mang tính từ thiện. Hoạt động này của các nghệ sĩ nhận được nhiều sự cảm kích, không chỉ gia đình mà còn là khán giả. Chi tiết này cũng cho thấy Vân Quang Long rất được lòng mọi người, nên khi anh ra đi thì anh cũng muốn làm những điều hỗ trợ tốt đẹp nhất. Trước đó, ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng tuyên bố sẽ lo cho bố mẹ ruột và con gái Helen của Vân Quang Long có được cuộc sống đầy đủ sau này. Anh chia sẻ, ở đây có rất nhiều anh em của Long. Tuy Long sống với anh em không được bao lâu, nhưng để lại trong lòng anh em một sự khắc ghi rất lớn. Nhiều người chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người, nhưng hôm nay đã khóc. Tất cả những gì Long chưa làm được ở hiện tại, anh em sẽ cố gắng giúp bạn thực hiện. Tôi biết, nguyện vọng của Long là lo cho Helen, con gái nó. Tôi, Dương Ngọc Thái, hứa với Vân Quang Long sẽ lo cho Helen đầy đủ, được ăn học và tất cả mọi thứ. Bạn hãy cứ yên tâm ra đi thanh thản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.